quá ngon. Rồi Lâm chào cả nhà nha. Lâm chào cả nhà buổi tối nha. Thì Lâm cũng vừa mới đi làm về cả nhà ơi. Chiều nay Lâm cũng thấy buồn buồn ơi, Lâm lấy chuột ra Lâm chế biến món chuột ốp xả chiên nha cả nhà. Rồi buổi tối chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ bên gia đình nha cả nhà. Thì ở đây Lâm có một chén sả băm này cả nhà. Sả mình ốp chuột với thêm ớt vô nha cả nhà. Đây hai con chuột đây, hai con chuột này rất là to nha cả nhà. Lâm cũng làm xong rồi, chuột này là bự lắm nha. Thì mình gài chuột thì mình bắt săn bắt rồi mình chế biến món ăn luôn cả nhà ơi. Chuột thì chuột này thì cũng 6-7 lạng một con nha cả nhà, nó to lắm. Rồi bây giờ Lâm tiến hành ốp nha cả nhà, ốp rồi mình để khoảng dừng 15 phút hả chiên nha cả nhà. Rồi bây giờ Lâm tiến hành ốp nha cả nhà. Xả ớt vô cho nó thơm thơm cay cay sướng lắm. Cho hết xả vô luôn cả nhà cho nó ngon. Rồi chào cả nhà luôn em ơi. Em chào cả nhà nha. Ú nu hiền muội của Lâm đó cả nhà. Rồi bây giờ để Lâm ấy xả cho đều cả nhà ơi. Rồi mình để cho nó thấm. Ướp vô cho nó. Trời ơi, lấy tay luôn. Mình dân miền Tây mà ngại ngùng gì. Cái này mà lấy tay, lấy đũa làm biết nào xong cả nhà ơi. Ướp xả nhiều không? Ừ. Lâm lấy tay nè, mình ướp. Mình ướp vô cho nó. Ướp vô cho đầy đủ. Thấy điều cái Lâm để một chút xíu rồi. Cái là mình chiên cái nha. Ủa, tí chấm đâu, tí làm đậu chấm đi. Nướng không, ốp không. Ừ, ốp không. Này Lâm ốp lạc nha cái nhà. Mình ốp cho nó dính vô thịt. Mình ốp cho nó dính vô thịt đây nè. Rồi hả chiên. Giống như là mình ốp gia vị gì đó. Mình ốp nước mắm hoặc muối gì đó. Thì mình để cho nó thấm. Còn này Lâm ốp chút xíu để cho nó cái xả này nó dính vô cái thịt đó cả nhà. Rồi mình chiên. Để thôi là mình chiên, lúc mình chiên cái nó rớt ra ngoài hết nha. Ớt nè. Đó. Rồi. Rồi bây giờ Lâm chiên cả nhà ơi. Nãy giờ cũng lâu rồi. Dầu vô nhiều nhiều dầu chút xíu cả nhà ơi. Nó nghe bon bon là bắt đầu mình bỏ vô rồi. Bỏ vô chiên. Bốn nữa. Cái
Đó, 20 này. Cái chảo luôn. Còn 2 con có cái chảo. 2 con bự. Quá nã luôn. Gian cả chảo. Tâm thích chiên để nguyên con cả nhà. Tâm tính cắt ra mà thôi, để nguyên con chiên cho nó hấp dẫn cả nhà ơi. Rồi nó vàng rồi cả nhà ơi, bây giờ Tâm chảo bèn đi cả nhà. Có dữ quá dữ. Quá sáng 20 rồi đó nè. Cái vàng chiên với vàng như vậy nè. Rồi nó ngon lắm. Để chút nữa làm coi chỗ nào còn còn hơi trắng trắng là Tâm cho nó vàng luôn được cái điều nha cả nhà. Hai con này mình ký mấy nha cả nhà. Thứ ba, thứ tư nữa. Một gan tay một con. To chà bá luôn. Rồi cả nhà ơi, làm vết ra. Vàng hết rồi nè. Quá đó, mình ốp làm sao mà thả nó cái xả nó dính vô thịt vậy đó cả nhà. Quắt cừng câu nữa rồi đó, thấy chưa? Nãy anh không cắt dao cha thấy có dao ít dao gì được rồi. Thấy ít dao gì được rồi. Quá cái dĩa này không có bụng chứ cầm lạng quạng là rớt cái vịnh luôn này cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi, ngon từ mm luôn. Quá dữ. Rồi xong rồi cả nhà ơi, chín rồi cả nhà ơi, hấp dẫn không cả nhà? Quá trời luôn à. Chiên xả ớt, cái muối ớt luôn cả nhà, muối chanh đó. Rồi quá ngon lành. Rồi cả nhà ơi, giờ Lâm mời cả nhà dùng bữa cho Lâm nha, ăn cơm. Cảm ơn cơm chiều cả nhà, tại vì đi làm về cũng muộn quá cả nhà, phải có cái này nha cả nhà. Ăn cái đồ chiên đồ nướng này thì phải có chút xíu bia cả nhà. Rồi bây giờ Lâm mời cả nhà nghe, mời cả nhà dùng bữa với Lâm nha. Wow, quá đã. Nghe không? Đuổi thế nhỉ? Ngon lắm ha. Quá trời. Ngon chuột nè. Quá ngon.
này là Lâm làm bước bước chanh nha, chấm cho ngon. Ăn cơm mà có món chuột chiên hay là chuột nướng vậy là bá cháy lắm mày nha. Biết không? Đó. Này mùi này hấp dẫn mấy mèo qua cả nhà. Cơm em. Dạ Lâm hôm nay mắc cỡ rồi cả nhà, không ăn cơm rồi. Dạ cơm chân nữa nè. Chiên vàng thôi chứ không khô nữa nha. Tấm chiên nó vàng thôi chứ không có khô thịt nha. Cái này là hầu bia lắm đó nha. Tại vì đi làm rồi với phần thời gian rảnh này Lâm đi bảy cái nhà Lâm ít làm ẩm thực lắm cả nhà. Lúc nào mà ông trời không mưa Lâm đi bảy không được thì Lâm làm ẩm thực cả nhà. Một ngon mà thiếu con hiền cả nha. Trước Lâm về quê bận việc quá Lâm không có quay được cái gì cho cả nhà xem dưới quê Lâm hết. Làm ba cái giấy căn cước luôn nè. Chạy tới chạy lui chạy ngược không có thời gian quay cái khung cảnh ở dưới quê Lâm cho cả nhà xem. Không chăng đâu, không có kiểu nữa.
tấm đệm ăn cơm đúng không? À, sao mãi nhà nha. Chiên tươi về chấm thì sẽ ngon hơn cả nhà. Ăn cái này phải kèm thêm con trống như nhiều hơn thế nào. Ăn này phải có con trống nhiều hơn ngon. Quá trời luôn cả nhà ơi, thơm ngon luôn. Rồi lắp mày cái nhà nha, mở cái nhà cũng tươi chuột. Ra có không? Mấy con mèo cũng chịu hết nổi rồi cả nhà ơi, mèo gặp chuột thì thua rồi. Đoàn á. Tỉnh thèm đây chút xíu cho ăn. Em mời cả nhà nghe. Nhiều nữa hết rồi. Cái xương sống nó giòn lắm cả nhà, nó hơi cứng mà nó giòn chứ không có cứng ngắt luôn. Thank you.
Cảm ơn cả nhà nha. Vị ngon. Cảm ơn chị thích chiên tươi vậy nè cả nhà. Mình chấm ăn nó ngon hơn cả nhà. Mình bóc luôn. Thịt chuột này nó béo mà nó thơm rất là thơm nha. Gà dính con bự á, mình ăn thịt nó mới ngon. Con nhỏ là thịt nó mềm thì cũng tùy theo ý thích thôi, mỗi người thôi cả nhà. Cái con chuột bự á, xương nó cứng nhưng mà thịt nó nhiều lắm á nha. Thịt nhiều lắm. Đây là gạo lang nè. Gạo lang này mình ăn sống rất là tốt nha cả nhà. Ăn sống ngon lắm. Vậy là mời cả nhà nha, cạn ly luôn cả nhà.
quả phê. Còn con chả bá nè. Là chiên vàng ương hết trơn nha em. Đó. Ngon. Ăn một con một là xỉn luôn. Mình cảm ơn cái nhà nha. Cái này là cái đuôi, cái khúc đuôi, khúc xương sống mà gần đuôi đó nha. Xương giòn quá. Rồi, thế là mình sẽ nhai nha. Cái này là cái đùi trước. Đùi trước thì nó nhỏ hơn đùi sau vậy. Chủ mập thịt nó béo quá. Không có mỡ á. Thịt nó béo hơn. Chuột kho rau răm, xào lá cách. Nói chung là nhà mình chế biến được nhiều món đó nha. Dạ có. Này phải dùng tay cả nhà, dùng đũa cũng được đâu. Dài lắm. Chuột vàng nó dài. Cái này miếng sườn nữa nha. Quá. Đi vô ở luôn. Mời cả nhà nghe. Nhai xương luôn.
quá ngon. Rồi đã mời cả nhà nha. Rồi tiếp tục cái trang mời cái nhà nha. Côn trùng này ở ngoài ruộng rất là sạch đấy nha, nên một khi bắt ở ngoài ruộng thì ăn rất là an tâm đấy nha, không có vấn đề gì nha. Nhiều người người ta sợ đó, mình cảm thấy không dám ăn đó. Nói chung chứ phải va chạm với nó cả nhà ơi, phải va chạm với nó mới được, mới biết được cái vị ngon của nó. Ăn một con là đã là đủ mồi đấy cả nhà, xây mồi. Cảm ơn cả nhà nha. Cay quá. Làm mời cả nhà cái miếng cuối cùng luôn nha. Miếng này cuối cùng luôn. Được không?
quá say mồi cả nhà, quá non. Dạ con. Dạ. Rồi video của Lâm tới đây cũng kết thúc cả nhà. Thì Lâm cũng chia sẻ cái món ăn của Lâm. Bữa cơm cuối ngày Lâm đi làm về đó nha. Thì ngày nào mà mưa thì Lâm sẽ làm ẩm thực cả nhà. Còn lúc nào nắng thì Lâm sẽ đi bẫy chuột cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà xem video mà thấy hay thì yêu thích kênh của Lâm thì hãy cho Lâm một like và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Chia sẻ cho nhiều người xem giúp Lâm nha. Rồi bây giờ Lâm chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã xem video và đồng hành cùng Lâm nha. Rồi bây giờ Lâm xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo nha. Xin chào.